Theo cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, đến thời điểm này, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi trên dân số thừa Thiên Huế đạt 88,8%, tỷ lệ tiêm chủng trên vaccine phân bổ thực tế đạt gần 88%, một mức tương đối cao so với các địa phương khác. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cả bốn loại AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Verocell, nâng cao độ phủ vaccine cộng đồng, thì công tác đảm bảo an toàn tại các điểm tiêm chủng cũng được các địa phương và cơ sở y tế chú trọng với hàng loạt các biện pháp triển khai đồng bộ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù người đến điểm tiêm rất đông nhưng hoàn toàn không có cảnh chen lấn. Cũng có đôi lúc người dân tập trung thành cụm nhưng lực lượng trực từ phường đã nhanh chóng nhắc nhở mọi người tuân thủ khoảng cách để đảm bảo an toàn, sắp xếp theo thứ tự để được đăng ký. Đó là những ghi nhận tại ngày tiêm thứ ba của phường Phú Thượng. Ngay khi tiếp nhận số lượng liều vaccine, phường Phú Thượng đã phân chia ngày giờ tiêm theo từng tổ dân phố để tránh tối đa việc tập trung đông người gây mất trật tự. Công tác tổ chức tại điểm tiêm chủng cũng được chuẩn bị kỹ từ việc lựa chọn địa điểm phù hợp, bố trí ghế ngồi giãn cách, quy trình đăng ký, khám sàng lọc, băng tiêm cũng được bố trí một chiều đúng quy định và bố trí thuốc men khi có trường hợp sốc cuộc xảy ra, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho bà con nhân dân khi đến tiêm. Đến đây các bước thì vào là có quét mã QR, rồi đến cái phòng ngoài này tức là thăm khám, xong là đi vào trong này và ngồi chờ. Nhìn chung là rất là tốt, bố trí rồi có khoảng cách, rồi người tức là theo tuần tự thì nhìn chung là rất là tốt. Mọi người dân khi đến khám sàng lọc để vào thực hiện tiêm chủng thì về phía trạm y tế chúng tôi là thực hiện theo bản tin của Bộ Y tế đưa ra. Nếu trường hợp nào hoãn chậm chỉ định thì chúng tôi sẽ thực hiện theo công văn, và những trường hợp nào không có yếu tố loại trừ thì được vào tiêm chủng. Và sau tiêm chủng chúng tôi đã chuẩn bị bộ phận chăm sóc và các trang thiết bị rất là đầy đủ, những ít thuốc và oxy băng cao để phục vụ khi có sự cố xảy ra. Còn tại phường An Hòa, những ngày này cũng đang tiến hành tiêm vaccine mũi 1 cho các đối tượng từ 18 đến 59 tuổi. Một ngày đều có khoảng 500 người đến tiêm chủng trong một buổi. Để đảm bảo trật tự và phòng chống dịch, phường đã huy động toàn bộ lực lượng từ công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tử vệ để hỗ trợ kê khai thông tin và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K tại điểm tiêm. Trong 3 ngày qua thì trạm y tế kết hợp với Ủy ban nhân dân phường, vận động đoàn viên cũng như cán bộ ủy ban và kết hợp đoàn viên để mà hỗ trợ trong quá trình tiêm COVID, giống như giãn cách, vận động phân luồng, phát số thứ tư và cái 5K để mà giữ khoảng cách trong quá trình tiêm COVID đó. Nhìn chung tại các điểm tiêm, công tác chuẩn bị đảm bảo trật tự an toàn phòng chống dịch đều được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, tại các điểm tiêm chủng vẫn tồn tại một số vấn đề chung như số lượng người đến tiêm đông, một số bà con có tâm lý muốn được tiêm sớm nên không chờ gọi tên theo số thứ tự sắp xếp mà tập trung thành từng cụm để nghe gọi tên, gây mất trật tự khu vực tiêm chủng. Một số địa phương còn nhiều người dân đến lượt tiêm nhưng đang phải cách ly tại nhà. Vì thiếu lực lượng, cán bộ y tế sau khi thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm tập trung phải tiếp tục đến khu vực giãn cách để tiếp tục tiêm ngừa. Cùng với đó, việc tìm kiếm địa điểm tiêm chủng phù hợp, rộng rãi, đảm bảo giãn cách khi số lượng người dân đến tiêm quá đông cũng là một trong những vấn đề khó khăn của nhiều địa phương. Trong quá trình triển khai, do địa bàn rộng và số lượng vaccine phân bổ về cũng khá nhiều, nhưng mà địa điểm tiêm thì do cũng rất là khó, nhưng mà cũng khắc phục khó khăn và cũng đã liên hệ với trường nghiệp vụ thuế để mượn nhà, mượn hội trường của trường thuế. Công tác đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình người dân tiêm khi đi tiêm phòng thì cũng gặp một số khó khăn, tức là do số lượng người dân đông, tâm lý của người dân là muốn tiêm sớm, cho nên cũng đôi lúc cũng gây khó khăn cho cái lực lượng làm việc. Sau khi thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, các địa phương đa số đều đã thực hiện xong trên 55%, nhiều địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, việc giữ an toàn tiêm chủng trong thời điểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay vẫn là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, mỗi người dân khi đến các điểm tiêm chủng cần nâng cao hơn nữa ý thức thực hiện 5K, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các điểm tiêm chủng để công tác tiêm chủng vaccine được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi nhất, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cộng đồng.